Hôm nay mình hướng dẫn các bạn giải phóng trường lượng máy nha các bạn. Máy mình đang xài là máy Samsung Z7, xài Android. Đầu tiên các bạn vào CH Play. Chọn tên Gmail ở góc trên bên phải. Sau đó các bạn vào phần cài đặt. Các bạn vào lựa chọn ưu tiên về mạng. Ở phần tự động cập nhật ứng dụng á, các bạn chọn là không tự động cập nhật ứng dụng. Tại vì nếu như các bạn cập nhật hoài thì bộ nhớ của máy mau đầy lắm. Rồi sau đó mình quay ra. Vào tiếp phần thứ hai là cách thứ hai là mình vào cài đặt vào phần bộ nhớ của máy. Tiếp theo ở mục khác á, à, tới ghi máy gần ghi chính gần 2 GB lận. Các bạn chọn mục khác nha. Bạn chọn khám phá. Đây mình xóa chọn tất cả thư mục, đây mình xóa hết nha các bạn. Gần 2 GB lận á. Xóa hết cho nó nhẹ. Đó, bây giờ các bạn quay ra nè. Đó. Cái phần dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm là các bạn cũng xóa hết luôn nha. Rồi tiếp bây giờ mình sẽ quay lại cài đặt ứng dụng hoặc là quản lý ứng dụng nha các bạn. Ở đây thì các bạn chọn những phần ứng dụng nào mà các bạn ít dùng hoặc không dùng tới thì cho mình gỡ cài đặt hoặc là mình tắt đi nha các bạn. Đó, ở đây Excel mình đã tắt rồi nè, mình tắt trước rồi nè. Rồi Hangout, ở đây mình ít dùng mình cũng tắt luôn nè. Rồi để mình kiếm cái chương trình mà ít dùng mình tắt cho bạn xem nha. À, OneDrive nè. Cái phần này mình không dùng, ít dùng nè, mình tắt luôn. Đó. Rồi mình tìm thêm một cái ứng dụng mình ít dùng nữa. Ví dụ Samsung Boost Server Plugin này, cái này dùng cho cài đặt máy in nè, mình không có xài tới mình tắt luôn. Tắt đi cho nhẹ bớt bộ nhớ của máy. Rồi bây giờ thì để mình quay ra mình coi coi bộ nhớ mình còn được nhiêu nha các bạn. Ồ đó. Dung lượng trống mình lên tới 5 GB máy rồi nè.